Chào mừng các bạn đến với nhà đất Hoàng Vinh, nơi giới thiệu nhiều lô đất giá rẻ tại địa bàn tỉnh Kon Tum. Nhà đất Hoàng Vinh xin kính chào các bạn. Hôm nay tôi lại dẫn các bạn thăm review một lô đất trên quốc lộ 14 các bạn nhé. Và lô đất này nó sẽ thuộc phường Trần Hưng Đạo, thành phố Kon Tum các bạn. Thì quốc lộ 14 khi nó chạy qua cái phường Trần Hưng Đạo này thì nó sẽ có cái tên là đường Phạm Văn Đồng các bạn ạ. Thì đây là một trong những cái tuyến quốc lộ phải nói là hết sức quan trọng, huyết mạch đối với lại tỉnh Kon Tum nói riêng và toàn bộ Tây Nguyên nói chung. Nó sẽ nối kết nối với lại gọi là Bắc Nam luôn các bạn. Trước kia chưa có cái tuyến quốc lộ này thì phải nói các bạn là vùng Tây Nguyên là rất là chậm phát triển, giao thương thông thương hàng hóa hết sức khó khăn. Nhưng hiện nay thì đã ổn hơn các bạn. Đường Hồ Chí Minh phải nói là một trong tuyến cực kỳ quan trọng. Và những cái lô đất trên đây thì giá trị hết sức là cao các bạn ạ. Thuận lợi kinh doanh buôn bán. Và đây, tôi đã đến với lại cái lô đất của chúng ta. Tôi muốn review ngày hôm nay. Lô đất này sẽ có cái chiều rộng, chiều ngang là 7m, chiều sâu là 30m các bạn nhé. Hiện nay chính chủ đang muốn bán với cái giá là 250 triệu một mét ngang. Đấy, bên cạnh sát đây là một căn nhà cũng khá là đẹp. Ở bên cạnh đây là một căn nhà buôn bán các bạn ạ, kinh doanh. Đây các bạn, toàn bộ đất này là thổ cư các bạn nhé. Thì do toàn bộ đất là thổ cư cho nên là giá nó cũng hơi cao hơn một chút so với mặt bằng chung ở đây. Và phải nói thực với các bạn là giá thì đất ở Kon Tum thì tôi thấy cũng khá là cao. Và cách cái lô này khoảng cỡ 200m, về phía dưới kia là cái lô 11m bán 2 tỷ đấy các bạn ạ. Thì có rất nhiều anh chị cũng thích cái lô đấy và cũng muốn, nếu không có dịch thì có nhiều anh chị cũng muốn gọi là lên thăm cái lô đấy và xem có mua được hay không. Đây, con đường quốc lộ 14 thì hết sức rộng rãi các bạn ạ. Rộng 50 mấy mét sao các bạn. Rộng lắm, tôi thấy phần hai luồng có phải giải phân cách phía giữa. Xe chạy tấp nập các bạn ạ. Nhưng do mùa này dịch cho nên là xe Bắc Nam cũng ít chạy, chủ yếu là xe ở trong tỉnh thôi. Và bữa nay thì cũng có cái con đường tránh này các bạn ạ. Thì sau này xe nó sẽ chạy qua đường tránh hết, chỉ có những cái xe trong nội thị thì đi vào đây thôi. Đấy, thì khu vực này đất đai để thuận lợi cho việc kinh doanh buôn bán các bạn nhé. Đấy, hôm nay tôi cũng review cho các bạn một cái đoạn ngắn. Cái lô đất này thì nó hướng về hướng đông các bạn nhé. Hướng về hướng đông. Thì anh chị các bạn xem để biết thêm về giá cả của những cái lô đất ở trên cái thị trường đất đai của tỉnh Kon Tum các bạn ạ. Giá nó cao hay thấp thì nó do chủ người ta bán ra thôi. Tôi chỉ review đây các bạn, chứ cũng thực tế cũng chẳng phải là đất của tôi các bạn. Có nhiều anh chị cũng cứ bảo là tưởng là đất của tôi rồi bán ra là sao giá cao thế, rồi ảo tưởng giá rồi các thứ. Tôi nói thực sự các bạn là không phải các bạn ạ. Chủ người ta bán bao nhiêu thì tôi review bấy nhiêu. Rồi tôi xin chào anh chị và các bạn nhé.